cả bụng cái này. Được chưa? Hai cho con coi rồi. Hai cho con coi. Hai. Hai lượng. Wow. Sợ đứng đâu cho lần mình. Cả đi. Cả. Cả cả bụng. Bụng. Cuối công nữa hả em đi hết. Chị ngồi một thôi. Đứt cận như phải mày mà. Mới đi xuống cái. Ô bịp 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 này. Bịp bên đấy. Được đấy. Ở đấy ăn bông cả này ngon luôn. Cứng hết. Lúc này con ngồi đây con tưởng là đi ra luồn luồn xuống. Trứng con chim bò đấy. Chim. Trứng con chim bí đấy đó. Chim. Đi chị đi. Cả ăn thật kính. Lầy lắm. Cả ăn khó quá. Nào không phải con cũng nhỏ. Đó luôn. Được cái sau. Vinh Vinh tới đây coi. Dạ. Có mặt nước ở dưới á, cũng lên. Có khi bao lượng thở chứ có chín không? Không, chạy luôn thấy chưa? Ờ. Này. Ờ. Đó. Có mặt nước ở dưới người ta lên đấy. Đó, thấy không? Thế nếu mà thở ra này. Mò có thể gõ chí chứ anh. Cái gốc này đấy. Thường cái chỗ này chỗ chí măng cặn đó. Thường mập măng. Múc được cả. Tốt măng vậy mà, biết đi anh nè. Chỗ chắc lên được, chạy dòng rửa thế nào. Dạ hả? Này, cái lỗ này. Không không? Không, cái chí á. Bồn có chứ thử à, con viên đó không? Không có lùng đâu. Ô, dưa nữa cái này. Dưa nữa, dưới này nhỏ đó mà có trái đây. Nè, nè dưa nữa cái cho mày được cặp phá này. À, cái này họ lâm thuộc đó thôi thôi. Đi dưa nữa họ có làm thuộc không? Không, cái này ăn được mà. Được, ăn được thôi. Nước, nước lên nước. Con hôi đi mà. Cái này thủy rồi về. Không mình thử tống con có chỉ nữa thì rớt xuống mất lâu đó tên rớt tên. Đi đẹp chứ đi. Trời ơi, để kêu mày ngươi đi ra chơi. Đi. Ôi mọi người ơi. Ra đi chơi, ra đi chơi. Để mình lấy đi. Cũng ra nữa. Ra đi chơi. Không có chết. Không luôn. Luôn đó mới thấy. Mua khổ còn cọ lên á. Cọ lên hay là tên nước á? Cọ. Tên nước là về một nước. Mấy cái rễ này cứng ghê nghe. Gớm, nước gớm. Đều khi nước nước xú đi trống. Lưỡi này thấp quá. Mua đi, như hàng này nó khó thả. Cỏ gì thấy? Càng dạ. Cỏ. Thấy lôi xú rồi răng mình lôi theo được. Được quân thôi này. Thành sáng cá lên. Đuôi to rồi.
mẹ nó phúc vô rủ cho ông ở đúng luôn. Anh quỷ đang đi khám phá rừng ngập mặn. Mùa này lá lên lại đẹp rồi này, khi bữa mình đi là mùa đông khô. Đáng lẽ năm nay có đang có mùa đông đó con. Tay nó đây mà rạc đồ hàng đây thì hay. Ui. Chim. Đó. Rồi, mình ra đi. Cái này từ đồng sinh lên luôn này, phải không? Hay là họ trồng nữa hay không? Chắc mọc và chắc những đồng. Từ đồng. Phục vô kè rồi, đạp rồi, đi ra đó thế nè. Rồi đang đạp trên đó. Thay mình lùi ra cái chỗ mà hết cây thử thay thôi. Có cái đường. Không, để ngã bên đi là cái đường thế. Rồi cái ngã mố là hẳn không có đường ha. Vì đang nằm ở giữa đôi mới. Vọng hay lưới. Vọng họ giữ vịt được. Còn đây là cái hồ của... Đây là cái hồ... Trời đây mà đại mùa hè mà về tu thiền thế hả? Ôi chào ơi, quỷ đại đấy rồi, chào ơi. À, nói ra cho mình sẽ đi tặng cho mày được con gái thật lớn. Nó đi chứ. Bị thế đâu khổ hết rồi. Có đường lạc hơn có đường rã nghe. Không biết đường rã lộn nghe. Nhắm cái thảm mà thôi thôi. Nhắm cái thảm mà. Dạ luôn. Đang rồi nó cho Rượu trá. Dạ rồi. Bắt cắm ra chứ mà đại nữa. Quẩy hang quẩy hò vô được. Lỡ họ nhìn thấy cái. Nó mất giống. Đây có cái vòng họ ngủ luôn á, vòng này. Vòng này ngủ hay là đêm, đêm chim chẳng biết. Út, chà cái chỗ này nước xú chưa. Mò tiếng sụp á. Cái đoàn mía đi ráng lên ở con núi mất. Đây là cái hồ rồi phải không? Cái chỗ này nó khủng. Mày gặp cái gì xưa nhá. Mày gặp cái ông lung nữa. Ê, có ai trong nữa không bấy gì đâu bấy. Có, từ đâu à. Kìa, có bay kìa. Có bay à. Không, ý là có ai không gì đâu, là gì đâu đó. Có bay đi. Có bay trong á. Hoang mà chưa hẳn mới khám phá được đây vừa đây. Đây cái hồ này, ra hồ nước rồng. Thầy mới rồi. Em vốn này quẳng nhau là em đã ra nó chủ cái hồ rồi ngồi đó mới. 26, 27 tuổi. Coi đi coi thầy đi đoan gì vui.
bên này tiệm bên. Thay thay ở bên đi, không bên tiệm bên. Anh tôi đi cái đi. Thử đâu được coi. Ở đây có cái đi. Không mà mới đầu mình tưởng là cái đất này lún xuống đạp xuống nó lún xấu mà tại anh cứng ngắc ấy. Không phải vì do lâu rồi á, vài năm rồi á. Ý là hẳn có bùng rồi không? Bùng lại bùng rồi là mà chết. Nói chung nó rạc luôn. Ở đây mà rạc ghê. Hả? Rạc ghê. Thì rạc lên như là ghê rồi. Này, tụi này. Người mình đi mồi xả rạc hết. Hết rồi. Rạc đi xưa. Đẹp chưa? Tại đâu cái bà đoàn lục chim chim ngoài đấy. Cứ nhìn đoàn này. Phá lên. Bỏ nhựa thì gọi là phá lên. À đấy phá lên đấy. À thật phá lên. Phá rồi. Đó nó phá lên. Này, ổ ra đây phá rồi này. Ồ, ra đây xú liếng này quỷ này. Mấy chỗ này xú quả là mấy cái chứ đó. Không mọc được. Ừ, cái này mọc không được. Chỉ không hằng mọc ra thấu bơm á, để hằng bám đứt má. Mấy cái loài cái này là rửa má, giữ đứt quá. Ờ, nhưng mà đi là hết sức rồi phải không? Ừ, không mọc ra được nữa, nhưng mà thằng mọc bơ. Nói chung lần này là hết bơ của hắn, hết sức của hắn thôi. Ừ. Ủa quý, ngoài này phản đứt rồng gì chơi chứ. À bên này có cái dưa bên đây. Mấy cái này là để giữ đất, không thôi à. Măng sấm lấn. Là phản vô. Măng sấm lấn vô. Chấm là thành mô dơ ơ mày có nó có ai ăn mô mày cũng công rồi chứ nữa à là thằng nhỏ lắm hết thằng cũng được bó như cái lồ vừa tại vì giống như đất ở đấy thì sạch sẽ mà đúng không thằng kiểu như là không ô nhiễm nữa đánh đá thịt thằng thì chắc là ngon cu có ai dòng ngoài đi mua mặt hồng hồi dầu mua mưa hàng đợt cha 50 mm cuốn khiếp cao nữa đó. Nước lên cao nữa ha. Ủa đấy có cái mô nữa này còn một lần họ khiếp luôn đó. Ừ. Này đấy còn thêm cái mô nữa này mô mới đang họ trốn được đấy ha. Này vì cái mô á mới đang họ trốn ra đây được thấy ha. Không ngày xưa là hàng không ngày xưa là anh không phải là ngày xưa mà là lúc được là cái khu này hàng chưa bị ngập anh nè à, là còn nghĩa là chưa gọi luôn mày cái này đâu phải không thì đó tới lúc này là họ trong đi để mà giữ cái khu này đây quá thử là ghi tiền chi nữa cái thế là họ chưa phát hiện ra được cả à tiền Việt mà họ chưa phát hiện ra đây ghi tiền Việt mà chứ phải ghi tiền là hàng có chi mà mới mua mới mà mua mới thấy mô tổ này phùng về tổ khảo từng năm 1998 mới chứ mày trong người đỏ lom rồi cái này chắc là mới làm lại. Ủa ngoài họ đặt nó này họ còn rẻ này 2016 mọi sự là 2016 sự 2016 này một năm thì cái mồ này mời sửa là... Ngày sáu này có mấy cái to hơn này? Tầm 10 năm.
to. Ôi giời rạc không ra thầu đấy luôn đi. Thằng tuổi nó có chỉ bên đó. Loài con bí thằng cắm ngắn sáng. Răng răng bên đây chặt củi khỏe. Mẹ củi đấy khỏe. Thật thiệt á. Chắc cái ghé này có thay thay treo được này, mình việc treo. Thay dẫn đồ dẫn chạy được như vậy. Chứ mình không bị treo là không đi được á. Mình treo không? Mình treo được không? Được. Ngồi lên thử là biết chứ. Treo đó thay đó thử được mà lỡ việc đẩy trôi luôn. Nhưng mà ghé của họ mất. Ghé họ mình mượn thôi một tí. Nhịp, 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 nhịp. Ghé của bạn. Không mình đứng thôi. Mình nhịp, ngồi trên đó. Nhịp. Hơi ý là đẩy ra ngoài để mình sướng chứ. Đấy, tạt nước ra. Đấy. Cân tạt. Cân tạt được. Đi ra, ra. Đi đẩy thử. Đẩy ra chơi luôn. Có biết đẩy vô không? Lỡ mà mới đẩy vô được mà cứ ở ngoài răng. Đẩy vô đẩy được. Mới bề mới đẩy được không hả? Mới biết treo cái đó đi không? Biết chứ. Đúng rồi, biết treo ra ngoài vô cũng được luôn á. Đẩy nè cái mũ. Đẩy ra chú. Đẩy, đẩy đi. Quỳ đẩy cho mày quỳ, tao cầm cái này tay cũng được. Mà phiếu om rồi đấy, cái này hư mẹ. À, lụng lộ chứ, ấm không lụng lộ cũng được bố. Okay. Anh nghiêng lại á, nghiêng rồi. Có còn cột dây nữa không, néo không? Có còn néo này không? Đấy, để néo này, néo đây này, đây. Đây, thì dây này. Mẹ cố đại hội tiệm ra. Đó. Không phải nữa, không được một đại tới đây này. Nắng quá kéo lưới cái đá. Lô. Lưới sao nó đi ghe, lưới sao đi ghe. 6666 ạ. Có ghe, có ghe. Xích lưới cho vui giải cái đá. Anh kéo lưới.